Xin chào các bạn, là ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái khái niệm và cái chức năng của cái thuốc uốn tóc. Các bạn mới vào nghề hay là các bạn có ý muốn tìm hiểu về cái ngành nghề tóc này, chúng ta có thể là tham khảo. Thế thì để nói về cái thuốc uốn tóc thì chúng ta có hai loại, đó là thuốc uốn lạnh. Thuốc uốn lạnh này thì trước kia thì chúng ta hay dùng là cái thuốc uốn có một số đó. Thì cái thuốc uốn có một số này thì nó là dạng nước. Thuốc uốn này mang tính chất kiềm, cho nên là khi uốn thì sẽ dễ dàng gây khô sơ cho tóc. Còn ngày nay thì chúng ta sẽ dùng cái thuốc uốn có hai số. Thế thì thuốc uốn có hai số này thì cái thuốc số 1 nó có là dạng kem lỏng. Thuốc số 2 nó là dạng nước. Thế thì thuốc số 1 này thì nó sẽ mang cái tính kiềm. Còn thuốc số 2 này nó mang cái tính chất là tính chất axit, cho nên là nó sẽ có cái độ cân bằng lại. Thì chúng ta uốn nó sẽ an toàn hơn. Ok, đó là về cái loại thuốc uốn lạnh, và chúng ta có nữa là thuốc uốn nóng. Thuốc uốn nóng này thì cũng có hai số, đó là thuốc số 1. Dạng kem. Và thuốc số 2. Dạng nước. Cũng như thuốc uốn lạnh thì thuốc số 1 là dạng kem, là mang tính kiềm. Cái thuốc số 2 là dạng nước, là mang tính axit để giúp chúng ta cân bằng lại cái nồng độ pH ở trong tóc. Thế thì chung quy lại là cái chức năng của cái thuốc uốn ấy, thì cái thuốc uốn số 1 của uốn lạnh hay là uốn nóng thì nó đều có cái chức năng là gì ạ? Chức năng của thuốc số 1 thì nó làm gì ạ? Là cắt đứt liên kết cơ. Thì khi mà chúng ta bôi cái thuốc số 1 lên trên tóc thì cái thuốc số 1 nó có cái nhiệm vụ là cắt đứt các cái liên kết cơ phía bên trong để chúng ta sắp xếp các cái liên kết đó để uốn cái tóc theo hình mình mong muốn. Và cái thuốc số 2 nó có cái chức năng là định hình. Thế thì đó là về cái khái niệm và cái chức năng của cái thuốc uốn tóc. Thì cũng mong các bạn là có một chút thông tin để chúng ta có thể là hiểu rõ hơn về hóa chất thuốc uốn tóc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo.